Dung. Cô nghĩ đây là đâu mà cô dám ghé? Biến khỏi đây cho tôi. Tôi đến đây là để gặp anh Đạt. Cô nói cái gì? Gặp anh Đạt? Bữa nay chắc cô ăn gan hùm rồi. Cô mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên. Đi ra ngoài. Chú lại, mà dám nạt mẹ con như vậy. Mày cấm miệng. Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới khi tôi gặp được anh Đạt. Anh Đạt! Anh Đạt ơi! Cầm miệng! Anh Đạt! Anh Đạt ơi! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Em bị dùng để anh Đạt ơi! Làm ơn đi ra ngoài! Anh Đạt! Ây da! Miệng! Miệng! Đi ra miệng! Miệng! Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ có sao không mẹ? Cô gan lắm. Muốn gặp anh Đạt hả? Không có cơ hội đâu. Kiếm sao đi. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu